Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là 10 tháng 1 năm 2016. Chúng ta học tiếp phần sắc pháp. Nên phần sắc pháp thì chúng ta cũng đã tìm hiểu qua về khái niệm về sắc pháp. Phần thứ hai là các loại về sắc pháp. Và phần thứ ba là nhân sinh sắc pháp. Nhân sinh sắc pháp thì có 4 nhân sinh sắc pháp. Thứ nhất là nghiệp sinh sắc pháp. Thì nghiệp sinh sắc pháp thì có 18 sắc nghiệp. Tâm sinh sắc pháp thì có 15 cái sắc tâm. Quý tiết sinh sắc pháp thì gồm có 13 sắc quý tiết. Và vật thực sinh sắc pháp thì gồm có 12. Thì lần trước chúng ta đã học một cái phần trong cái sắc vật thực. Như chúng ta biết là những cái thức ăn từ bên ngoài đưa vào bên trong. Thì chúng ta có, ở bên ngoài thì chúng ta có các loại thức ăn, các loại thức uống, thuốc, các loại vân vân. Đó là cái thức ăn ở bên ngoài. Và cái cách thức mà nó đưa vào bên trong á, thì cái này đó có thể, cái cách thức của nó là bằng ăn, bằng uống, bằng nhai, bằng nuốt, bằng ngậm, bằng thoa, bằng chích, bằng truyền dịch, vân vân. Đó là cái bên ngoài. Còn bên trong, bên trong như chúng ta thấy rằng đó, là tất cả các cái sắc cơ bản đó thì đều nó bao gồm là 8 sắc bất ly. Trong sắc bất ly này có tứ đại, là đất nước gió lửa, là 4 cái sắc căn bản. Và chúng ta có 4 cái sắc chuyển hóa. 4 cái sắc chuyển hóa đó nó nằm ở nơi cái phần này đây. Phần này đây. Thì chúng ta sẽ có màu, chúng ta có mùi, chúng ta có vị và có vật thực. Mà nó là những cái dưỡng tố, ocha. Thì cái này, cái vật thực này nè, nó gọi là ở bên trong. Còn cái bên ngoài, nó là ahara. Thì bên trong đó, chúng ta cũng chia ra làm hai loại. Bên trong cái thứ nhất là nó là kama ojawa. Cái thứ hai là nó là utu. Thì cái bên trong này, cái phần này là cái thần, cái phần mà kama này là cái phần quan trọng này. Khi mà cái vật thực bên ngoài đó nó đi vào bên trong, hai cái này á nó mới có sự phối hợp lại, thì nó mới gọi là cái sắc vật thực. Vì nó bao gồm hai cái yếu tố này thì cái này nó mới gọi là sắc vật thực. Nó có một cái sự phối hợp như vậy. Thì đây chúng ta mới nói có một cái thứ, một cái vật thực thôi. Tất cả những cái hoạt động này á, chúng ta sẽ gọi nó là cái phần hoạt động của đoàn thực. Thực đây như chúng ta biết là thức ăn các loại. Và cái chữ đoàn đây đó là khi mà nó khi đưa vào trong cái cơ thể đó, thì thông thường chúng ta nói tới cái nhai. Thì khi mà mình nhai mình nuốt đó, thì không phải là mình nhai mình nuốt hết một lần, mà nó giống như là nó có từng cái phần nhỏ, nó viên viên nhỏ nhỏ vậy đó. Tức là nó vừa trong cái miệng mình ăn, mình nhai xong mình nuốt nó thành một cục đó, vậy thì mình mới đưa vào. Thì nó gọi là cái đoàn thực. Thì cái đoàn thực này nó là góp cái phần trực tiếp hàng ngày để mà nó nuôi dưỡng cái đời sống sắc pháp này đây. Và nó phát sinh ra sắc pháp mới, nó trưởng dưỡng và nó bảo tồn cái sắc pháp đó trong cái hoạt động mà nó duy trì trong 51 sát na. Trong 51 sát na tiểu thì nó tương đương tới 17 sát na. Đời sống của một cái sắc pháp thì đó là 17 sát na.
Mỗi cái sát na gì chúng ta chia ra làm sát na tiểu là sinh, trụ và diệt. Thì 17 này chúng ta nhân 3, nó sẽ ra 51. Vì vậy cái đầu tiên đó là tiểu sát na sinh đây, là nó là số 1. Tiểu sát na diệt đây nó là 51. Còn cái sát na trụ đây nó là 49. Thì cái sắc vật thực nó phát sinh vào cái sát na trụ là mạnh nhất trong cái giai đoạn mà 17 sát na sống của một cái sắc pháp. Bây giờ hôm nay chúng ta nói tới một cái phần thứ hai, nó có cái phức tạp hơn một chút, là tức là đoàn thực mới là một thôi, mà nó còn ba cái nữa. Cái nữa là xúc thực, cái hai là tư niệm thực, và cái ba là thức thực. Đoàn thực là một, hai, xúc thực là hai, tư niệm thực là ba, bốn là thức thực. Trước khi qua cái phần này đó, thì chúng ta nhắc lại cái này chút xíu, là cái sắc mà thuộc về cái vật thực này á, mà nó sinh lên á, thì nó sẽ gồm có ba cái trong cái phần mà nó sinh ra cái sắc nghiệp này đây nè. Thì nó có cái phần nó gọi là tâm, phần đó là thời tiết, một phần nó là vật thực. Thì ba cái nhân tố này nó nằm ở chỗ này đây. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần. Cái thứ nhất, đoàn thực thì chúng ta nói rồi đó, nó là cái hình thức tất cả những cái thức ăn, thức uống, thuốc men chúng ta đưa vào người. Thì đó là cái phần đoàn thực, nó phối hợp với lại cái phần mà cái thuộc về dưỡng tố ở bên trong, mà nó nằm trong 8 cái sắc bất ly đó. Thì trong hai cái phần này, cái phần Kama, Kama Ojawa là quan trọng nhất, rồi mới tới phần ưu tú. Ưu tú là thuộc về quý tiết, Kama nó thuộc về nghiệp. Thì bây giờ chúng ta nói cái xúc. Xúc thì như chúng ta biết đó, là khi một cái tâm nó khởi sanh lên thì bao giờ nó cũng có bảy sở hữu biến hành đi theo nó. Bảy sở hữu biến thành đó, thì cái đầu tiên của nó thuộc về xúc. Như vậy đó, thì cái xúc thực này đó, cái chi pháp của nó là sở hữu xúc. Chúng ta hãy nhìn đây, không phải là chỉ do cái đường ăn uống của chúng ta mà chúng ta có thể nuôi dưỡng những cái sắc pháp này, để phát sinh sắc pháp và nuôi dưỡng sắc pháp, rồi là để bảo tồn những sắc pháp đó, mà nó còn có cái xúc thực, tức là tất cả các căn của chúng ta này, khi mà nó tiếp xúc với các cảnh đó, thì đó là cái xúc này nó phát sanh. Như vậy khi mà xúc phát sanh rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta sẽ thấy thức quả phát sanh. Mà khi thức phát sanh như vậy đó, thì bao giờ của nó cũng có bảy cái điều căn bản là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất, hành, mạng, quyền, tập, ý. Như vậy khi mà cái sở hữu xúc phát lên, sắc sanh lên trong thức, tối thiểu của nó là có 7 sở hữu biến hành. Đầu tiên là sở hữu xúc, sở hữu thọ. Thì khi mà xúc mà nó phát sanh lên đó, thì nó sẽ duyên với họ. Tức là nó là cái nền để cho thọ phát sanh lên, cảm thọ phát sanh lên. Và chúng ta nhìn đây, khi mà chúng ta nói rằng đó là các căn tiếp xúc với các trần đó thì thức khởi lên. Nếu mà căn mắt thì nhãn thức, căn tai thì nhĩ thức, vân vân, thì thức phát sanh lên. Mà thức này phát sanh lên á là nó có hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất á, nó là thức bất thiện, thức quả bất thiện. Trường hợp thứ hai là thức quả thiện. Nó phát sanh lên đó là thức quả bất thiện, là khi nào các cái cảnh này là quả của mình á, mà nó đẹp lòng vừa ý của mình, thì nó là cái quả thiện nó khởi sanh. Còn á, nếu như
nó không có phù hợp với mình, nó trái ngược lại cái sự mong đợi của mình, thì cái nó là bất thiện. Thì như vậy, khi cái xúc trong thức này nó phát sanh lên á, mà nó duyên được với cái thiện đó, thì cái cảm thọ này là hỷ lạc. Mà khi cái này nó bất thiện thì cảm thọ của nó là khổ ưu. Như vậy chúng ta sẽ thấy thế này. Cái khi mà cái xúc nó phát sanh lên đó, mà cái hỷ lạc phát sanh lên mình á, thì làm cho con người phấn chấn lên. Nó cũng kích thích cho cái đoàn thực này tốt hơn. À, khi mình vui, mình có thể bẻ một miếng khoai lang cùng nhau ăn cũng rất là ngon. Nhưng mà khi mà tức giận nhau rồi thì mâm cao cổ đầy đó nuốt không có vô. Vậy thấy cái xúc thực hơn. Nó duyên với cái thọ. Và cái cảm thọ này trong cái đời sống thế gian, nó chính là cái nền tảng của hạnh phúc hay đau khổ theo như người phàm phu. Hạnh phúc có nghĩa là hỷ lạc được phát sanh. Nó làm cho thân tâm của mình đó, cảm thấy phấn chấn lên, cảm thấy vui vẻ hơn, cảm thấy hưng phấn hơn và cảm thấy năng động hơn. Thì cái đó là một cái cảm thọ mà ở thế gian người ta định nghĩa đó là hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta đi theo từng chi pháp thì chúng ta thấy đó, nó phần lớn nó là sự thỏa mãn, nó là sự hài lòng. Nó không có đồng nghĩa với hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực của chúng ta đó là tất cả những cái cảm thọ hỷ lạc này nó phải nằm trong pháp thiện từ cấp thấp lên cấp cao, nó mới gọi là hạnh phúc. Còn khi những cái hỷ lạc này nó đi trong cái tâm tham thọ hỷ, tham thọ hỷ đây, thì tất cả nó chỉ là một cái bề mặt hào nhoáng mà thôi. Còn cái phía sau nó là ẩn chứa sự đau khổ. Bởi vì khi chúng ta kết thúc sự hài lòng, sự vừa ý, thì nó sẽ nổi lên cái bề trái của nó là sự phiền muộn. Hai cái mặt của nó như thế này. Nó trở qua rồi nó trở lại. Cho nên cái này nhiều lần sư cô cũng có nói là khi nào những cái phiền muộn nó khởi lên trong tâm mình, thì cái câu mà mình đặt ra cho chính cái tâm mình để giải đáp đó, tại sao? Tại sao phiền muộn? Muốn cái gì? Chờ đợi cái gì? Ao ước cái gì? Hỏi những cái câu hỏi đó và tự mình sẽ trả lời được. Và tự mình sẽ giải mã đó. Cái gốc của cái phiền muộn của mình. Còn nếu chúng ta không có ứng dụng như vậy đó, thì chúng ta khó mà giải hết tất cả những cái phiền muộn của chúng ta. Và nó sẽ chứa đó, nó sẽ ủ lại. Và như vậy những cái thọ này, cảm thọ này, nó sẽ tăng những cái mầm bệnh nơi sắc pháp lên. Còn những cái niềm vui mà thiện lành đó, nó làm cho những cái mầm bệnh nó không có điều kiện để phát sinh. Nó được che lại. Cho nên có những người bệnh giống nhau, nhưng mà có người đó nó bị hành hạ đau nhức cho tới chết thôi. Còn có người vẫn bị đúng cái bệnh đó, nhưng mà bình yên cho tới giờ chết. Cái đó không phải chỉ riêng trong cái hiện tại, mà kể từ khi cái ác nghiệp mình gieo xuống đó, mình đã biết sám hối, đã biết nguyện và thực hiện cái điều nguyện của mình đó, là nguyện không phạm sai lầm này nữa. Và mình có thay đổi, mình có sửa đổi. Nên khi cái quả nó trổ sanh ra, thì cái thái độ tiếp nhận của mình đó, nó không làm cho gia tăng tất cả những cái quả mà ác nghiệp mình đã tạo ra. Cho nên đó, cái xúc này, khi chúng ta tiếp xúc, nghe bác sĩ phán rằng bệnh này trong 3 tháng nữa là chết, thì có những người khi người ta nghe như vậy đó, thì ta lo thu xếp tất cả mọi thứ để còn không còn vướng bận gì hết mà 3 tháng thanh thản ra đi. Có những người nghe xong không thể chấp nhận được, đập tất cả đồ đạc trong nhà, gây hấn với tất cả, bởi vì không chấp nhận một cái thực tế phũ phàng đó như vậy. Và trong tâm đó nó có một cái sự bức xúc kéo dài, và như vậy nó làm cho cái bệnh này nè, nó trở nên
là coi như là nó quấy động hết tất cả, từ nơi sắc pháp cho đến tâm pháp, thì làm cho cái người này nè ra đi và khởi đầu cho một kiếp sống mới thoái đoạn. Cho nên cái ứng xử của chúng ta nó nằm trong cái việc căn bản ở cái chỗ khi thấy mình sai, phải thấy rõ ràng mình sai như vậy, và mình phải nguyện mạnh mẽ rằng không tái phạm điều sai lầm này nữa, là quyết làm cái điều đúng thôi. Cái chốt của cái chuyện tu tập chúng ta nằm ở cái chỗ đó. Cho nên đó là sư cô nói nhiều lần rằng đó, là cái chuyện mình tu tập đó, cái đại phước báo của mình, cái phước báo lớn của mình đó, là để nó phát sanh cái trí tuệ mà mình thấy cái lỗi lầm của mình. Nhưng người ta đi con đường ngược lại đó, là người ta cứ phải đi tu, đi học gì đó để cho nó được an vui, an lạc, được hỷ lạc, thì coi cái đó là cái con đường mình hướng tới. Cái mà mình nhận ra được á, là tất cả những cái gì mình ứng xử từ trước cho tới nay, mình nhận ra được cái sai lầm của mình là đại phước báo, mình sẽ không tái lập lại nữa. Mình thấy nó rất rõ rồi. Cho nên kể cả những cái pháp thiện mà nó phát sinh ra bên nơi mình á, nó có cái bề ngoài và nó có cái bề trong. Cái bề ngoài có thể thiện mà bề trong không thiện. Mình thí dụ một cái chuyện đơn giản đi, mình nuôi con mình là thiện quá, sao lại không thiện? Tất cả đều là tập trung cho nó hết. Nhưng mà bên trong có thể bất thiện. Bất thiện ở chỗ sao? Mình chờ đợi cái tuổi già mình nương tựa nơi nó. Mình chờ đợi cái tình cảm và cái sự hiếu hạnh của nó đối với mình. Đó là cái lậu hoặc ở bên trong. Còn mình nuôi con của mình á, là đây là mình gieo xuống một cái hạt giống lành. Bởi vì mình còn luân hồi, nhiều đời nhiều kiếp mình sanh ra phải có cha mẹ. Nay mình nuôi dưỡng nó, với tất cả cái tấm lòng của mình, cái tình thương của mình, rồi mình gieo xuống cái hạt giống lành. Rồi một ngày nó đủ lông đủ cánh rồi, nó sống cuộc đời của nó, miễn tốt đẹp là đủ rồi. Hễ nó còn khó khăn mà mình còn điều kiện đi giúp đỡ thì hãy giúp đỡ. Nhưng đừng bao giờ chờ đợi nó đem lại cho mình một cái gì cả. Bởi vì tất cả những việc thiện của chúng ta làm mà chúng ta chờ đợi có một sự đáp ứng nào đó, nó là ái nhiễm. Cho nên ngay cả cái việc thiện nó cũng có một cái bề mặt thiện lành của nó và một cái bề trong thâm thẳm là cái quế nhiễm của nó. Cho nên khi nào mà chúng ta nhận ra được những cái điều đó thì chúng ta mới thoát. Còn không, chúng ta sẽ tái lập đi tái lập lại cái sự sai lầm của chúng ta trong cái vấn đề mà khi mà các căn chúng ta tiếp xúc các trần, để cho nó một cái dòng nghiệp mới nó chảy như thế nào. Mà cái bước đầu tiên của nó là ngay cái sở hữu xúc này nó phát sanh lên, để cho thức quả phát sanh lên là nó đã duyên với thọ. Và tất cả những cái thức này, những cái thức quả mà chúng ta nhìn thấy đây, nó là cái mà cái tâm thiện hoặc bất thiện chúng ta đã gieo xuống rồi. Nghĩa là nghiệp đã tạo rồi nó mới có cái quả này. Như vậy khi mà căn chúng ta tiếp xúc với trần đó, thì cái trần này nó xuất hiện, nó nằm trong cái quả nghiệp của ta, chạy đi đâu. Và mình tiếp ứng nó cũng bằng quả nghiệp mà. Như vậy tất cả nó nằm trong cái dòng nghiệp cả. Những cái cảm xúc của mình nó duyên với lại cái cảm thọ thuộc về thiện hay cảm thọ thuộc về bất thiện. Trong cái thiện nó có cái hỷ lạc, trong cái bất thiện nó cũng có cái hỷ lạc của nó. Thì chúng ta sẽ duyên như thế nào để mà những cái pháp thiện nó được có cái điều kiện nó khởi sanh lên. Bởi vì điều cái này nó sẽ duyên nữa. Chúng ta nhớ nha, cái pháp thiện có thể duyên với pháp thiệt, pháp thiện có thể duyên với pháp bất thiện, pháp bất thiện có thể duyên với pháp bất thiện, pháp bất thiện có thể duyên với pháp thiện. Có khi trong cùng cực của sự đau khổ, chúng ta mở được một cái lối thoát. Có khi trong cái hạnh phúc tràn đầy nè,
chúng ta sẽ ngập chìm trong cái sự thọ hưởng, thì cái phước đó, nó liền duyên với cái tổn phước. Mà cái đó, không có phước là chìm trong cái đau khổ đó, mà tận cùng của đau khổ để mở ra một cái lối thoát đó, là từ cái vô phước chuyển qua cái có phước. Tất cả đều nhờ cái gì? Đều nhờ là khi chúng ta phát tâm làm bất cứ một cái điều thiện gì, cái lời cầu nguyện của chúng ta làm sao cho cái trí tuệ về tâm linh của chúng ta được phát sanh. Chỉ có điều đó là quý báu nhất. Tại vì chúng ta làm pháp thiện, đương nhiên quả thiện trổ sanh, không cầu cũng trổ. Chúng ta làm pháp bất thiện thì quả bất thiện sẽ trổ sanh, không có cái cách gì mà nói là nó không trổ sanh cả. Nó sẽ trổ sanh. Nhưng mà điều thiện khi mình làm, mình nguyện cầu cho cái trí tuệ của mình phát sanh đó, thì cái đó nó làm cho nó, những cái quả của pháp thiện mình nó chói sáng về mặt trí tuệ, để trong mọi hoàn cảnh nơi đây, khi tất cả những cái sự tiếp xúc này để cho thức phát sanh, thì nơi đây là cái nơi mà chúng ta sẽ thận trọng để mà gieo cái hạt giống mới trong cái dòng nghiệp của chúng ta. Chỗ này đây là cái chỗ đó, là cái trí tuệ của mình nó được phát sanh nơi đây, thì cái dòng nghiệp thiện nó trôi chảy tiếp. Nếu mà nơi đây, nơi phân đoán này mà cái trí tuệ nó vắng bóng, thì những cái pháp thuộc về đau khổ nó sẽ phát sinh lên để tạo cái dòng nghiệp thoái đọa, kết nối với giữ cái kênh nước đen trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Cho nên là trong cái phần mà thuộc về cái xúc thực đó, thì nó là cái hoạt động của nó duyên với thọ. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai, là cái phần gọi là tư niệm thực. Nó chính là sở hữu tư. Sở hữu tư này đó là nằm trong bảy cái sở hữu biến hành. Bảy sở hữu biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư. Tư. Và cái tư này đó, khi mà nó hoạt động nơi cái động tốc này nè, nó chính là cái gọi là tổng chỉ huy trưởng để mà nó tạo cái nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện. Đó là cái hoạt động của cái sở hữu tư. Và như vậy thì nơi cái xúc này nó tạo nên thọ, thì cái sở hữu tư này đó nó chính là hành. Và hành này nó sẽ duyên với thức. Cái hành động này chính là hành động tạo nghiệp. Hành động này tạo nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện. Khi mình tạo cái nghiệp thiện thì cái tâm thiện của mình khởi sanh. Khi mình tạo nghiệp bất thiện thì cái tâm bất thiện mình khởi sanh. Bây giờ trong cái đời thường, khi mình làm một cái điều gì đó tốt đẹp cho bản thân mình, cho cái người thân trong gia đình mình, hoặc là cho tất cả những người xung quanh, việc đó người ta biết hay không biết, chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng mà cái chủ yếu là mình biết mình đang làm cái việc thiện. Thì cái hành động thiện đó, khi nó khởi sanh lên đó, thì như chúng ta đã học về 25 cái sở hữu tịnh hảo rồi, thì khi mà một cái điều thiện nó khởi lên trong tâm của chúng ta, thì những cái sở hữu tịnh hảo này nó có mặt. Nhất là 17, 19 cái sở hữu biến hành tịnh hảo này đây đó, nó có mặt. Và khi nó có mặt như vậy đó, thì trong cái thân thể của chúng ta đó, nó được hưởng một cái sự mát mẻ, được sự trong lành. Và về mặt tâm á, thì chúng ta cũng được hưởng được cái sự trong sạch, được sự nhẹ nhàng, được sự trong sáng. Như vậy khi mà pháp thiện khởi sanh lên á, thì nơi thân và tâm của chúng ta đó, rồi tất cả những gì tốt đẹp nó đang có mặt. Sức khỏe của chúng ta nhờ những cái pháp thiện đó mà nó cũng được cải thiện nhiều hơn. Cho nên hỏi tại sao mà người ta bị bệnh hoạn thì người ta thiền, người ta ăn thực dưỡng thì người ta có thể thoát được. Như sư cô năm rồi đi sang ở chỗ Houston để giảng ở đó đó,
thì sư cô gặp một cô đó, cô có ghi lại cái tất cả cái quá trình mà cổ bị bệnh rồi cổ tu tập sao mà cổ thoát được đó. Thì cổ bị ung thư ngực, bác sĩ đó là nói rằng bây giờ là cổ phải còn con đường duy nhất của cổ là phải giải phẫu đi. Thì khi cổ tìm hiểu đó thì cô biết rằng nếu mà cổ có giải phẫu đi nữa đó thì cái chuyện mà nó tái trở lại là cái chuyện có thể xảy ra. Và cô cuối cùng thì cổ cũng không có thoát được. Thì cổ mới xin cho cổ 3 tháng để cổ suy nghĩ. Rồi sau đó thì cổ sắp xếp với gia đình của cổ. Cổ nói người nhà cổ là coi như là quản lý hết tất cả mọi công việc làm ăn. Còn riêng cổ thì coi như cổ chết sớm rồi đó. Để mà cổ tách ra. Thì cổ ra một cái vùng biển, cổ thuê cái nhà đó. Thì sư cô có đến cái nhà đó ở mấy hôm. Cổ thuê cái nhà đó rồi xong á là cổ ăn theo cái phương pháp mà cổ thấy rằng là nó tránh được những cái loại bệnh đó. Tự cổ là nghiên cứu theo cái phương pháp Osawa rồi cổ phối hợp nhiều thứ gì đó. Thì đó là do của cổ. Và sau đó là cổ chỉ hành thiền thôi. Rồi vì dùng đó là gian biển, mà cái nhà cổ thuê là cách một con đường là ngó ra bờ biển, cho nên là ban ngày ban đêm gì cổ cũng có thể ra biển một cách dễ dàng. Và sau một cái thời gian cổ hành trì như vậy đó, là khi mà cổ trở về tái khám lại cổ hết, thì cổ giờ cổ viết một cái quyển, một cái tập ghi chú trở lại, và cổ nói cổ sẵn sàng hướng dẫn cho bất cứ ai mà có một cái hoàn cảnh như cổ thì cổ hướng dẫn. Cho nên là tất cả không phải là nó đi đến cái tuyệt vọng, mà chúng ta biết rằng một cái điều kiện, bởi vì cái hơi thở chúng ta nó thuộc về sắc pháp mà nó cũng là tâm pháp. Trong hơi thở nó có hai thứ, vừa là sắc pháp vừa là tâm pháp. Tức là tâm cũng tạo ra hơi thở mà sắc pháp cũng có thể, nó thuộc về sắc pháp tạo ra hơi thở, tâm có thể tạo ra. Thì như vậy nếu như mà chúng ta ở một cái vùng mà cái không khí nó tốt đẹp, cái thực phẩm này đưa vào tốt đẹp, hai cái đó phối hợp lại nhau thì nó có thể nhẹ lại. Và từ đó thì người ta có thể phục hồi lại. Thì cái này nó thứ nhất là nó phải làm đúng trong cái điều kiện của cơ thể mình, làm đúng trong cái điều kiện của cái nội tâm của mình. Và hai nữa là cũng phải có phước báo. Bởi vì phước báo này đó, nó là cái năng lượng lành trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Như chúng ta biết, khi chúng ta sinh ra làm người thì cái năng lượng lành của chúng ta rất lớn, chúng ta mới được làm người. Nhưng mà do trong cái đời sống chúng ta đó, chúng ta làm cho những cái quế nhiễm này nó tăng lên. Nhưng mà nếu như mà cái đời sống chúng ta mỗi ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây mà chúng ta làm cho cái năng lượng lành này nó tăng lên, thì chúng ta sẽ thoát được rất là nhiều thứ, không phải một thứ bệnh hoạn mà thôi. Cho nên cái phước báo này nó không nằm ở cái chỗ chúng ta giàu hay nghèo. Cái phước báo này nó không nằm ở chỗ chúng ta sống ở đâu, mà cái phước báo này nó nằm ở cái chỗ đó, là chúng ta đủ sự sáng suốt để mà chúng ta chấp nhận cái mà chúng ta hiện có đây để chúng ta cải thiện nó tốt hơn. Ví dụ mình ở một cái miền quê hay một cái vùng rừng núi, nhiều cái sự khó khăn, thiếu thốn về vật chất. Nhưng một cái kho tàng mà mình hưởng được đó là cái không khí trong lành. Một cái kho tàng thứ hai là cái thực phẩm tự mình, rau cỏ mình có thể là cung ứng cho mình. Mà nhất là những cái vùng đó, cái đời sống nó không xô bồ xô bộ. Những cái áp lực về mặt tâm linh nó diễn ra nơi thành phố nhiều hơn ở những cái vùng dân quê thưa thớt hoặc cái vùng rừng núi thưa thớt. Chúng ta chỉ cần bước chân ra đường đi thì chúng ta sẽ thấy áp lực của cái quế nhiễm đó. Người ta tranh nhau từng chút trên cái đường phố. Cái đời sống mua bán chợ búa vân vân, giao thiệp với nhau vân vân, thì nó tạo một cái áp lực về quế nhiễm rất lớn. Ai cũng muốn thu cái nguồn lợi về cho phía mình, và bất chấp người khác. Cho nên cái quế nhiễm nơi những cái khu đông đúc người, nhất là những cái vùng phố chợ mà ta gọi là cái văn minh đó, thì hai cái đó nó xen lẫn nha. Cái trí tuệ về thế gian nó có cái điều kiện phát triển nhiều,
Nhưng mà những cái mà gọi là nó thuộc về cái ma mảnh trong cái tham và cái ác trong cái sân á, thì nó có cái điều kiện để nó lộ diện nhiều hơn. Những cái đường phố mà mình đi thế, những người người ta bị chết về tai nạn trên đường phố, nó cũng cộng vào trong đó những cái quấy nhiễu. Trong khi những cái đường hẻm, những cái đường làng ở cái vùng thôn quê thì cái chuyện đó hiếm, có nhưng mà rất hiếm. Thành ra cái phước báo khi mình ở một cái vùng nào á, nó có cái phước này và đồng thời nó có những cái mà nó không hay cho mình. Nếu mình tìm được cái gì để mình gìn giữ cho cái chuyện mà cái thực phẩm đưa vào cơ thể của mình nó giảm bớt bệnh tật chừng nào tốt chừng đó. Và mình ăn một cái thức ăn á, ăn xong rồi thôi, nó không có cộng hưởng vào trong cái nghiệp xấu nào cả. Mà mình, nếu mà cái thức ăn của mình á, mà mình đưa vào mà nó cộng hưởng với những cái nghiệp xấu, thì cái đó là cái đeo đẳng mà mình phải trả. Bởi vì mình ăn cái món ngon nhất là cái thịt con này, con kia, con nọ chẳng hạn, mình lấy làm hãnh diện rồi. Bởi vì tất cả những cái con gì mà nổi tiếng trên cái bàn thực phẩm mà coi như là quý nhất mình cũng ăn vô. Rồi kể cả người ta chỉ là ăn đậu, ăn nấm, ăn rau thôi đó, thì như chúng ta biết là khi nó đưa vào cơ thể, trong cái đoạn thực này nó đưa vào cơ thể, thì cái mà nó hấp thụ để nuôi cái sự sống của mình á, nó cũng chỉ là những cái dưỡng chất này thôi. Mà mình có thể biết ở trong cái đời thường á, là tất cả nó biến thành nhũ trắc. Và từ cái nhũ trắc đó, nó sẽ chuyển ra thành một cái loại dinh dưỡng mà nó gọi là vitamin để mà nuôi dưỡng thôi. Nó đâu còn miếng cá, miếng thịt nào, cũng đâu còn miếng rau, miếng đậu nào. Nhưng mà khi mình dùng những cái thực phẩm mà nó cách ly được với tất cả những cái nghiệp xấu khác, thì đó là cái điều hạnh phúc cho mình. Cho nên rồi cuối cùng quý vị thấy không, ngay cái khi mà chúng ta tiếp nhận cái ăn á, thì chúng ta tiếp nhận bằng tâm gì? Chúng ta ăn bằng tâm gì? Chúng ta ăn bằng cái hỷ lạc gì? Thì chính cái đó nó tạo nên những cái cảm thọ, nó đưa vào. Và chính cái đó làm cho chúng ta tìm tới những cái món ăn. Cho nên cái tư niệm thực ở đây nó cũng dẫn dắt cho chúng ta đó đi tìm cái đoàn thực này. Và con đường đi của nó là con đường nghiệp. Và chúng ta hãy nhìn sự nối kết của nó. Hồi nãy thì cô có nói nè, trong cái phần bên trong của nó là nó có cái phần Kama Ochawa, một phần thứ hai là Utucha Ocha, thì nó kết vào cái phần Kama này là chủ yếu. Cho nên đó là trong cái ăn, trong cái uống của mình, nó đi theo cái khẩu vị. Và cái khẩu vị này chính là nó đã chiêu cảm cái sự thích thú của mình từ nhiều kiếp, không phải một kiếp. Sư cô cũng đã có kể cái chuyện cho quý vị nghe, một ông vua mà sau khi ăn được cái món thịt người rồi đó, thì chấp nhận từ bỏ hết hoàng tộc, từ bỏ hết đất nước, chỉ đi theo cái món thịt của mình thôi. Là bởi vì trong tiền kiếp, cái người này đó đã từng là dạ xoa ăn thịt người. Và cái thích thú, cái cảm thọ khi mà hưởng được cái món thịt đó, nó chìm sâu trong cái tiềm thức của người này. Nó nằm trong chỗ nào? Nó nằm trong cái sở hữu tưởng, nhớ, nó ghi nhớ đó. Cho nên đến khi mà ngậm được một cái miếng thịt người vào trong miệng rồi đó, thì tất cả nó bừng dậy và đi theo cái khẩu vị của mình, đi thế tạo nên ác nghiệp để ăn. Trong khi cái xuất thân của mình là gì? Xuất thân của mình khi mình đi theo học một cái vị thầy, cái sau nhiều năm dài đó mà học xong rồi, thì cái ngày mà để tiễn học trò của mình toàn là Dương Tôn công tử không đó, thì ông thầy chỉ xin một điều. Ông thầy nói rằng là tất cả các cái môn đệ của ta trở về có thể trở thành một vị vua, có thể trở thành một tiểu vương,
hoặc là những người nắm quyền thế trong cái quốc gia của mình. Bởi vì đây là hoàng tử, thái tử đi học không, chứ không phải là cái người ngoài. Thì ta chỉ xin các môn đệ của ta một điều để mà coi như báo đáp cái công mà giảng dạy của ta cho các cái môn đồ đó. Thì ta chỉ xin một điều đó là ngày rằm với mùng 1, thì trong cái dương quốc của các cái môn đệ đây đó, ngày đó không được giết bất cứ một con vật nào. Thì tất cả những cái người môn sinh này đều đồng ý hết. Chỉ cái ông vua này, ông này khi trở về làm vua cũng đồng ý như vậy luôn. Nhưng mà ông có một cái đặc điểm á, là ngày nào không có thịt thì không chịu được nổi. Cho nên đó là tuy cái ngày rằm mùng 1 không có giết, nhưng mà thịt thì vẫn ăn, là bởi vì cái nhà bếp á, là phải làm sao chừa cái thịt đó. Cái ngày 14, ngày 30 phải chừa cái thịt đó để ngày rằm làm cái thịt cho ông ăn. Thì cái hôm đó là trúng cái ngày rằm. Nhưng mà cái nhà bếp là hốt hoảng, là tại vì mấy con chó trong hoàng cung á, không biết làm sao mà đêm nó vô nó lục lạo sao nó ăn sạch hết. Thì cái ông đầu bếp ông nói rồi thôi, bây giờ là tất cả cái nhóm mà làm bếp của mình đây đó là chờ để mà đi ra pháp trường thôi, chứ không làm sao được hết. Thì lúc mà bế tắc mới bàn với nhau, không lẽ mình bó tay, thì tất cả mới chia nhau, mới đi khắp nơi để mà tìm cái chỗ nào còn thịt để mà mua. Nhưng mà không có ai, không có, vì không ai dám cả. Thì cái người này á, những người này đau khổ quá mới thấy là cái chỗ chết rồi, cho nên mà đi ngang cái bãi tha ma đó mới vào ngồi trong đó buồn rầu trong đó. Thì đến khi chợt nhận ra đó là có một cái xác chết, người ta quấn cái vải trắng người ta để đó chờ quả thiêu. Thì những ngày này mới mở ra thì thấy cái xác này còn tươi, nên mới lóc một số thịt đó đem về, rồi mới tẩm ướp đem lên. Thì khi mà dâng cái món ăn đó lên á, thì cái người đầu bếp này đó cùng với tất cả những người mà tham gia đó là người nào cũng run rẩy hết. Là tại vì nếu mà có cái gì xảy ra một cái đó thì chết hết toàn bộ. Thì khi cái ông vô này ông gấp cái miếng thịt tẩm ướp đó, ngậm vô miệng cái đó, là cái người cũng chấn động hết toàn bộ. Nhưng mà ông phun ra liền. Ông rất là trí xảo. Ông phun cái miếng thịt đó ra. Ông mới hỏi cái người đầu bếp này thịt gì vậy? Thì cái người này mới quỳ xuống mới nói rằng là tâu hoàng thượng, chỉ là thịt bình thường thôi, nhưng mà vì để lại từ ngày 14 tới nay cho nên đó là thần đã ướp cái gia vị nó hơi nhiều. Ông mới nói không phải vậy. Đây không phải là các cái loại thịt mà ta ăn bình thường. Bây giờ nhà ngươi phải khai thật ra. Nếu khai thật ra thì ta tha tội chết, mà không khai thật ra thì ta cũng biết sự thật, ta giết chết. Thì người đầu bếp này phải quỳ xuống mới kể lại toàn bộ. Thì ông vua này cũng nói nè, kể từ ngày mai chỉ dọn loại thịt này cho ta ăn mà thôi. Thì cái ông này còn sợ nữa, ông nói là con biết tìm đâu ra, thần biết tìm đâu ra. Là bởi vì là lâu lâu trong cái bãi tha ma nó mới có một trường hợp như vậy, còn bây giờ đâu có thể tìm đâu ra. Ông vua cười hả hả lên, nói sao nhà ngươi ngu dốt vậy. Tất cả những tử tội là nguồn thịt của ta. Thì kể từ đó đó, tử tội là cái nguồn thịt. Hết tử tội rồi, cái nguồn thịt nó ở đâu? Khi cái người này báo tin lên thì Đức Vua nói á, nguồn thịt này vô số kể, ta sẽ chỉ cho nhà ngươi. Bây giờ nhà ngươi đã tổ chức một nhóm người đi cách xa nhau, 6-7 người đi cách xa nhau, ăn mặc như là vương tôn công tử, vui đùa đi với nhau, rồi rớt cái túi vàng xuống. Người nào đi trước thì cứ đi, người nào đi phía sau cách quản canh chừng, ăn mặc khác nhau canh chừng, để cho có người đó họ sẽ nhặt được cái túi vàng đó, họ mở ra họ thấy vàng thật thì họ sẽ giấu trong mình họ đi. Thì những người này đó
sẽ mật báo và cái toán lính mà nó mai phục đó ra nó sẽ bắt. Và nó cho rằng cái vàng này là ăn cắp, nó sẽ giết tại chỗ và lấy cái phần thịt nào cần thiết mà thôi. Như vậy cái nguồn thịt cung cấp cho ông vua đó chính là cái lòng tham của mỗi người cung cấp cái thịt đó cho ông vua. Thì khi mà người ta mới khám phá ra rằng là cứ đêm thì những người đi đường đó là bị chết như vậy, và cái thịt lấy ra thì đúng những cái vị trí vậy, thì ta mới nghi rằng đó là một là có những người giết người để mà lấy cái thịt này về đó trộn vào trong thịt thú để bán. Cho nên người ta mới điều tra ra thì nó không ra. Thì dân ở khu vực đó, cái vùng mà coi như là nội thành đó, người ta mới kéo vào hoàng cung để người ta xin vua giúp đỡ. Thì ông vua đứng trên lầu cao thấy rồi thì mới nói vọng xuống đó là chẳng lẽ ta đây ngày đêm phải canh gác cho tất cả mọi người ngủ sao, mọi người được yên ổn sao? Khi mà nghe Đức Vua nói như vậy đó thì lính trong hoàng cung nó đuổi tất cả đi ra. Thì những người dân này người ta rất là bất mãn, người ta đau khổ lắm, người ta mới đi đến một cái viên tướng quân. Viên tướng quân này đó tiền kiếp, đó là một trong những cái tiền kiếp của ngài Xá Lợi Phất, thì mới cầu cứu. Thì vị này mới hứa với dân chúng trong vòng từ 7 đến 10 ngày sẽ tìm ra thủ phạm. Thì chỉ có 3 ngày thôi thì cái vị này bắt được nguyên cái nhóm đó. Thì khi mà hỏi cung ra đó thì cái người đầu bếp mới khai ra đây là kế hoạch của vua. Và vị tướng quân này mới hỏi đó là đây là sự thật hay là nói dối. Thì ông đầu bếp cũng nói rằng làm sao mà dám đổ tội cho vua, đây là một sự thật. Thì vị tướng quân đó mới giải cái tên đầu bếp này cùng với cái nhóm của đầu bếp đi vào trong hoàng cung. Thì khi mà thấy cái vị tướng quân này đó là đưa đầu bếp với mấy người này vô, là vua đứng trên lầu, vua biết chuyện nó bại lộ rồi, cho nên vua mới đi xuống. Thì khi mà vô, những người đã quỳ xuống hết rồi đó, thì cái trong cái luật của hoàng cung đó nó có ưu tiên cho một số cái vị mà coi như là quan mà có cái tầm mức quan trọng đó, thì không có quỳ xuống mà tâu giữa triều đình, mà có cái quyền được lên nói nhỏ với vua. Thì cái ông tướng quân này đó, ông mới lên, ông mới quỳ xuống và ông nói nhỏ với Đức Vua là cái người đầu bếp nói như vậy có đúng hay không. Thì ông vua nói rằng là người đầu bếp và những người đó vô tội. Nói như vậy có nghĩa rằng chính ta đây mới là cái người chủ mưu cái việc này. Nhưng mà ông không nói ông chủ mưu, mà ông nói người đầu bếp và những người này vô tội, hãy thả người ta ra. Thì bắt buộc cái ông tướng này phải thả những người đó ra. Nhưng mà ông này đó là một cái người rất là chính trực, cho nên ông nói với Đức Vua đó, nếu như thần mà thả những cái người này ra đó thì vua có ngừng lại hay không, vua có chấm dứt cái chuyện ăn thịt con của mình hay không. Thì Đức Vua mới nói thế này nè, ta làm vua để làm gì mà chỉ có một miếng ăn ta không được ăn. Nằm trong cái tư niệm thực, một cái miếng ăn mà để tạo nên cái ác nghiệp. Ông hỏi ta làm vua để làm gì mà một miếng ăn ta cũng không được ăn. Thì vị tướng quân này thôi luôn, về mới suy nghĩ, nếu ông vua này cứ tiếp tục ăn thịt con của mình như vậy thì cái đất nước này tiêu vong. Cho nên là ông về ông suy nghĩ. Sau đó đó ông vào trong cái, ông gặp hoàng thân Quốc Thích mới bàn bạc. Ông nói bây giờ đó, trước là phải cứu ông vua, sau mới cứu được cái đất nước này, bằng cách là làm cho cái người dân nó được yên ổn. Chứ không có cái ác nào, cái ác mình làm cha mẹ mà ăn thịt con.
Thì Hoàng thân Quốc Thích mới nghe theo lời của cái vị tướng quân này đó, là cái hôm đó xin một cái buổi thiết triều. Thì tất cả Hoàng thân Quốc Thích đều có mặt, Hoàng hậu Dương Phi rồi công chúa, Hoàng tử Thái tử đều có mặt hết, rộp hết trong cái hoàng cung. Và kể cả tất cả những vị quan trong cái triều đình đó, khi mà vua ra thiết triều thì tất cả quỳ mọp xuống hết và xin vua. Chính cái vị tướng quân này nói nó xin đức vua hãy nhìn, đây là Hoàng thân Quốc Thích, đây là Dương hậu Dương Phi, đây là Hoàng tử Thái tử. Xin vì tất cả những người này, vì tất cả thần dân của đất nước này, xin đức vua thay đổi món ăn. Đức vua mới nói rằng giữa cái mà ta nuôi sống cái đời sống ta hàng ngày bằng cái sự thích thú của ta, và tất cả những người này ta chọn cái thuộc về ta. Thì vị quan này mới nói rằng quân pháp bất dị thần, thần chỉ có thể châm chế cho đức vua đó. Nếu đức vua chọn điều này thì đức vua phải lập tức rời khỏi ngai vàng và không bao giờ quay lại cái chỗ mà kinh đô, cái chỗ đông người để mà làm cái việc ác này nữa. Còn hai là vua phải từ bỏ cái sự ăn uống này đi, để mà vua mới là người của cái hoàng tộc và đứng ra để mà cai trị cho cái dân chúng người ta được yên ổn, cho sanh sống. Thì vua nói là ta sẽ đi, ta chỉ xin một điều đó là cho cái người đầu bếp theo ta. Vua cầm một cái đoạn kiếm cùng cái người đầu bếp ra đi. Thì vị tướng quân á mới nói với người đầu bếp á, ta cho ngươi đem tất cả những cái thứ gì mà trong nhà bếp cần thiết cho việc nấu nướng ngươi đem đi, nhưng ngươi và vua không được trở lại nơi cái chỗ nào mà đông đảo người, phải đi vào vùng hẻo lánh mà ở. Thì ông vua từ bỏ hết để ra đi. Như vậy khi hai thầy trò mà đi vào nơi cái rừng sâu thẳm đó, thì cái nhiệm vụ của cái người đầu bếp đó, vừa đi kiếm thịt cho vua, vừa nấu cho vua. Thì khi người ta đồn rằng trong cái khu rừng đó, đó là coi như có kẻ cướp mà nó vô là giết, vô là giết, thì người ta không dám đi ngang đó nữa. Thì cái người đầu bếp tìm không ra. Thì người đầu bếp nói là tao với đức vua sáng nay con đi hết một buổi sáng rồi, thần đi hết buổi sáng không tìm ra được thực phẩm, vậy thì cái bữa trưa ngày hôm nay ra sao? Thì đức vua nói ngươi cứ sửa soạn đầy đủ hết, thức ăn trưa sẽ có, mà đến cái giờ cần phải nấu nướng thì thịt người đầu bếp là bữa ăn trưa hôm nay. Và những ngày sau đó thì đích thân vua vừa đi tìm thịt, vừa tự nấu nướng cho mình. Quý vị thấy không? Từ nó cái tiền kiếp là dọa xoa chiên ăn thịt người, cho đến bây giờ đó, những cái thức ăn nó sống như vậy, ta từ bỏ tất cả để tạo nên cái ác nghiệp trong cái chuyện ăn uống của mình. Cho nên khi mà mình không từ bỏ được những cái thức ăn thuộc về cái dục thân của những cái loài vật đó, thì hãy xem xét lại. Hoặc là có những người ta ăn, người ta thích ăn cái thức ăn sống đầy máu như vậy, thì phải thấy được cái tiền kiếp của mình. Đây không có tình cờ, tất cả nó nằm trong sở hữu tưởng, xúc thọ tưởng tư. Cái tưởng nó ghi nhận ha, nó là cái camera, nó ghi nhận từ trong vô lượng kiếp. Và khi cái xúc này nó khởi sanh lên để nó làm nên một cái cảm thọ trong cái việc sử dụng cái đoàn thuật này, thì nó ghi nhận cái đó và nó hình thành ở cái khẩu vị của mỗi người. Trong cái khẩu vị đó chúng ta đi ngược lại khẩu vị để đọc lấy cái tiền kiếp của mình. Và trong tất cả những cái thói quen mà nó làm nên một cái sự dễ chịu, thoải mái cho mình, chúng ta hãy xét lại nó là thiện hay bất thiện, và chúng ta sẽ thấy cái nguồn của nó đi từ trong những cái khuynh hướng trong cái đời sống của mình, từ cái màu sắc trong ăn, trong cái mặt, từ cái thức ăn trong cái ăn, cách
thức ăn, tất cả mọi thứ đi từ cái khuynh hướng đổ xuống. Những người nào có con mà để ý sẽ thấy điều này rất rõ. Nó có cái khuynh hướng của nó, nó ngủ cũng có khuynh hướng của nó, nó đứng ngồi cách thức của nó cũng khác, cái cách nó ăn uống cũng khác. Nó từ súc sinh mà nó tái sanh làm người nó ăn khác. Nó từ nơi là một cái nhiều kiếp nó sinh ra được làm người mà được giáo dục đàng hoàng, cái ăn uống nó khác. Tuy ngày hôm nay nó là con người nhưng mà cái kiếp xác của nó là súc sanh thì bây giờ nó ăn khác ạ. Nhưng mà nhiều kiếp nó là người, nó sanh ra trong một cái gia đình có giáo dục tử tế, bây giờ nó sanh ra nó ăn uống khác ạ. Ngay từ nhỏ nó đã khác rồi, nó không có giống với những cái người mà có một cái nguồn gốc mà gần với cái đời sống súc sanh. Nó chia ra nó khác đó. Nó từ nó trong cái chỗ đó. Nó hình thành những cái khuynh hướng trong cái đời sống của chính mình. Cho nên phải tìm từ đó, đọc từ đó ra để đọc cả một cái quá khứ của mình. Để mà thấy biết rõ ràng, để mà phát nguyện cái gì tiếp tục, cái gì không tiếp tục. Cho nên không phải cái gì vừa lòng đẹp ý mình là cái tốt. Không phải. Cái gì thiện lành, cái điều đó tốt. Còn tất cả những cái cảm thọ của mình, nó là những cái nghiệp cảm dẫn dắt. Phải kiểm soát nó trở lại. Chúng ta thiếu sự kiểm soát đó thì chúng ta đó cứ luân hồi hoài. Con đường này là con đường luân hồi. Bởi vì từ trong cái tư niệm thực này đó, nó sẽ duyên với hành. Mà hành đây á, là nó là tạo tác, nó là gieo xuống cái nghiệp. Và khi mình gieo xuống như vậy đó thì nó mới tạo quả. Thì cái quả này nó mới hình thành nên cái thức. Đây là thức quả. Thức này là thức quả. Mà thức quả này đó, cái chữ thức này nó nằm trong cái kiết sanh thức. Tức là cái thức quả đưa đi tái sanh. Vì thế không? Nó tạo điều kiện để sanh ra sắc pháp mới, tạo nên cái đời sống mới. Chứ không phải rằng là cái vấn đề mà thực này đây nè, tức là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực này đó, không phải chỉ nuôi dưỡng cái sắc pháp trong cái hiện kiếp của mình mà nó còn tạo điều kiện cho những kiếp tới sinh ra. Rồi chúng ta trở lại cái tư niệm thực một chút. Cái tư niệm thực này vậy, cái khi mà cái sở hữu tư á, nó tạo tác ở đây, nó tạo tác ở phần động tốc này đó, thì nó tạo tác nó phải phối hợp trong cái tâm thiện hay tâm bất thiện. Thì vậy là cái tâm thiện hay tâm bất thiện này đó, nó cũng góp phần vào để mà nó làm cho cái phần sắc pháp của chúng ta đó được duy trì tốt hay là không tốt. Như chúng ta thấy đó, đầu tiên khi mà cái trong cái tâm tục sinh của mình á, thì á là cái sát na trong cái thời điểm tục sinh này đó, thì cái sát na sinh đầu tiên thì nó là nghiệp. Nghiệp nó tạo nên sắc rồi. Mà cái nghiệp này đó là do cái tâm thiện hoặc bất thiện trong quá khứ mình đã gieo xuống rồi, thì nó mới là nghiệp. Vậy hiểu chưa? Vì vậy nghiệp này nó nằm trong cái quá khứ. Và nó có cái nghiệp này, nghiệp thiện hay bất thiện này là do tâm thiện hay tâm bất thiện đã gieo trồng trong quá khứ. Chúng ta thấy như vậy. Thì như vậy đó, trong cái phần mà tư niệm thực này thì cái sở hữu tư nó tạo nghiệp ở đây. Thì như vậy, khi mà nó tạo nghiệp như vậy đó, thì chúng ta thấy là nó sẽ lấy từ trong cái nhân, từ trong cái nghiệp quá khứ là nhân thiện hoặc là nhân bất thiện. Thì nhân thiện thì nó sẽ có tâm thiện, nhân bất thiện thì nó có tâm bất thiện, nó lại gieo trồng xuống nữa để nó tài bồi vào đây. Vì thấy rõ chưa? Thì ngay cái tư niệm thực này nè, nó cũng góp phần trong sắc pháp. Bởi vì khi mà cái dòng nghiệp mà nó chảy vào trong cái sắc pháp thì nó hình thành nên những cái sắc pháp đầu tiên nơi cái sự sống của một cái thai bào đó. Thì nếu như
nó là cái nghiệp thiện nó mạnh thì cái người này có sắc tốt. Sắc tốt nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, nó là cái sức khỏe tốt. Cái thứ hai là tướng mạo đẹp. Cho nên nó gọi là có sắc tốt. Còn nếu như mà cái nghiệp này mà bất thiện nó nhiều á, thì cái sắc nó xấu. Có nghĩa là nó cũng được làm người, nhưng mà cái sức khỏe của nó eo ụt, hoặc là cái hình dáng của nó đó, nó không có cái sắc tươi tốt. Thì đó là nó nằm đây đây. Thì khi mà cái tư niệm thực này nó phát sanh lên trong cái kiếp hiện tại của chúng ta đó, thì nó sẽ làm cho cái phần mà thuộc về sắc tốt và sắc xấu ở đây đó, nó tăng hoặc nó giảm ở đây. Ghi hiểu chưa? Nó phối hợp vô luôn. Cho nên nãy giờ chúng ta cũng nói nhiều rồi. Tất cả những gì mình giữ cho được cái tâm thiện của mình khởi sanh lên, nó được trong sạch, nó được trong sáng, nó được nhẹ nhàng, thì cái sức khỏe của mình tốt. Nó hình thành nên những cái sắc pháp tươi tốt. Ví dụ khi mình giận đi, thì cái máu trong cơ thể của mình nó bị nhiễm độc, thì nó có thể là nó chuyển qua cái màu tốt. Mà khi mình có một cái thiện lành nơi tâm của mình phát sanh á, thì cái máu mình nó tươi, nó không có cái sắc đen. Và trong kinh có nói là một cái người mẹ đang cho con bú, mà khi mà cãi giả với cái người chồng á, nổi sân lên thì cái đứa nhỏ nó khóc, nó không bú. Thì cái người mẹ đó mới muốn cho cái đứa con nín để mà cãi lộn với chồng, cho nên là cứ đưa cái sữa đó vô cho cái đứa nhỏ bú, bắt buộc nó phải bú để cho nó nín khóc. Thì cái đứa bé nó sau đó nó chết. Tại vì cái chất độc trong cái lúc mà cái người mẹ mà cãi như nhau đó, thì cái chất độc nó đi theo cái trong cái nguồn sữa đi ra. Thành ra cái đứa nhỏ nó còn nhỏ quá, nó chịu không nổi với lại cái một cái từ trường sân độc như vậy. Và cái nguồn sữa mà nó uống á là một thứ thuốc độc, cho nên cái đứa nhỏ nó chết. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái phần mà cái tư niệm thực này đó, thì nó đóng góp trong cái kiếp hiện tại của mình, để nó làm cho nó cái dòng nghiệp mà nó chảy từ cái lúc mà coi như là cái tâm tục sinh nó vừa mới hình thành đây đó, nó làm tăng lên cái tốt, nó giảm đi cái xấu, hoặc là nó ngược lại. Thì đây là cái hoạt động của nó trong cái kiếp hiện tại đây. Thì như nãy chúng ta nói đó, cái sở hữu tư này đó, nó là duyên với hành đây. Nó chính là một phần ở trong cái hành động mà cái tạo tác để tạo nghiệp đây. Thì cái hành này á là trong cái thập nhị nhân duyên, nó duyên với thức. Mà thức đây, hồi nãy chúng ta nói đây là thức quả, tức là nó là kiếp sanh thức, tức là thức mà nó đưa đi tái sanh. Như vậy tất cả những gì mà chúng ta tạo nghiệp thiện hoặc là tạo nghiệp không thiện á, thì nó đều là khởi sanh lên để mà nó bắt đầu một cái thọ mạng mới. Thì do cái dòng nghiệp thiện hay bất thiện này, do cái tạo tác này, do thiện bất thiện trong cái kiếp hiện tại này, và cộng với lại từ cái vô lượng kiếp nối kết lại đó, thì cái dòng nghiệp này nó sẽ chảy vào trong cái những cái bình, những cái hũ thích ứng của nó. Nó có thể chảy vào nơi cái thân của một con chó, nơi cái thân của một con cọp, nơi cái thân một con rắn, một con rít, hoặc là thân của một con người. Thân của một con người có sắc tốt hay là thân của con người có cái sắc xấu thì cũng do cái dòng nghiệp này chảy ra. Như vậy tất cả những gì chúng ta có được mà nó hiện hình nơi cái sắc pháp mình, nó hiện hình trong cái đời sống nội tâm của mình á, là do chính mình tạo ra. Không có ai tạo cả. Không có đổ thừa cho cha mẹ, và cũng không có đổ thừa cho bất cứ ai cả, mà tất cả là do mình tạo ra. Cái điều này trong cái Di Diệu Pháp là nói rõ như vậy. Và ngay cả khi mà cái mình thân hoại mạng chung rồi đó, thì cái dòng nghiệp mình nó chảy vào trong những cái bình mới, những cái lon, những cái ống mới đó, là cái đó cũng do mình. Tự bây giờ mình điều khiển nó. Cứ mình tính mỗi một ngày mà mình buồn bực bao nhiêu, mình bức xúc bao nhiêu, thì mình hiểu là cái dòng nghiệp mình nó sẽ chảy vào trong cái hình thể gì cho nó phù hợp với lại cái mà mình đang tạo ra không tốt đẹp đây. Thì cái đó là do mình hoàn toàn. Mà cái tập khí ngày hôm nay để khiến cho mình nổi giận hoài đó, thì nó cũng là do mình tạo ra trong cái tiền kiếp, nó nối với cái hiện kiếp. Cái tử xong rồi nó tái sanh đây. Nó bao giờ nó cũng có cái chỗ tiếp giáp của nó.
Đây là cái mà để cho nó thừa kế. Cái trước nó chết rồi thì nó để tài sản cho cái sau. Cái sau chết rồi để tài sản cho cái sau nữa. Thì cái dòng mà thiện này hay cái dòng không thiện này, nó chảy cho đến lúc thân hoại mạng chung, nó lại tiếp tục chảy trong cái kiếp sống mới. Và nó chảy suốt cho đến khi chấm dứt, rồi nó lại khởi đầu một kiếp sống nữa, thì nó vẫn tiếp tục một cái dòng chảy của nó. Và như vậy trong cái hiện kiếp này, thì cái động tốc nè, cái sở hữu tư, nó nằm trong cái tâm thiện hoặc là nằm trong cái bất thiện, nó lại tiếp tục gieo cái nghiệp mới, nó tạo nên một cái dòng sống. Và như vậy chúng ta sẽ đưa mình đi trong luân hồi, và mình sẽ sót lại ngay trong cái kiếp sống này. Khi thân hoại mạng chung, mình về cái cõi nào mình có thể biết. Mình có thể được làm người hay không? Mình có thể sanh lên được cõi trời dục giới hay không? Cõi trời sắc giới hay không? Cõi trời vô sắc giới hay không? Tự mình tính biết. Và trong bốn cái cảnh khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, mình biết. Mình có tạo ác nghiệp hay không? Mình biết. Và nhất là mình còn phải biết một điều mà rất dễ sanh ra cho mình đó, là mình sẽ sinh ra trong ma giới. Hãy coi những cái luyến ái của mình ngay trong cái hiện tại này để biết mình có sinh ra trong ma giới hay không. Thì cái này sư cô cũng nói nhiều lần rồi. Có những người á, là bây giờ cái chỗ ngủ mình đơn giản vậy chứ mình tới một cái chỗ tốt đẹp hơn vẫn không ngủ được. Một cái nhà vệ sinh của mình bình thường thôi, tới một cái nhà vệ sinh sang trọng hơn cũng không đi được, huống chi nói cái xấu hơn. Một cái gối mình nằm bây giờ đổi cái gối khác ngủ không được, một cái mùng đổi cũng không ngủ được. Thì tất cả những cái đó hãy coi chừng, khi thân hoại mạng chung nó ở luôn chỗ đó, nó không rời khỏi cái nhà đó, nó không rời khỏi những thứ nó dùng đâu. Đó là những cái mình có thể tự xem xét lại để mình biết rằng là trong cái hiện kiếp này, khi mà nó chấm dứt rồi đó, là đi về đâu mình có thể đoán được. Mặc dù nó không trúng 100% nhưng mà có thể đoán được. Nó không trúng 100% là bởi vì nó phải tính từ cái dòng nghiệp, từ cái quá khứ, rồi nó mới cộng với cái kiếp hiện tại. Đây là quá khứ đây, nó cộng với kiếp hiện tại, nó mới đưa đến cái dòng nghiệp tái sanh tiếp theo. Nhưng mà nếu bây giờ trong cái đời này mà cái thiện của mình nhiều hơn, cái dính mắc của mình bớt hơn, thì mình cũng có thể, mình nghĩ rằng là cái con đường chấm dứt của mình tốt hơn. Mình có thể thấy được cái khuynh hướng của nó. Cho nên là đây là cái điều mình không thể không biết, bởi vì mình đã tạo ra. Và sư cô nói là mình phải tìm nó từ trong những cái khuynh hướng của mình, từ trong những cái sở thích của mình, tìm những cái tập khí thuộc về cái thói quen của mình, thói quen tốt hoặc là thói quen không tốt, phải tìm ra đó để thấy cái quá khứ của mình, để thấy là cái tiền kiếp của mình. Và bây giờ nè, cái khi có một cái gì xảy ra đó, cái phản ứng của mình đó, là nó mang từ cái tiền kiếp cho đến cái hiện kiếp, hai cái nó cộng lại. Và những cái này sư cô cũng lặp lại mà thôi, là nó như cái đĩa cà lâm, nó sẽ lặp đi lặp lại như vậy hoài trong cái tính cách của mình. Và như vậy mình tự khám phá ra, mình sẽ biết, để tự mình điều chỉnh lại. Không ai sửa lỗi cho mình được. Người ta khen mình thì mình chịu, nhưng người ta nói tới lỗi mình là nó đụng vô, giống như nó đụng ngay cái mục nhọt vậy đó. Cho nên mình không bao giờ nghe. Giống cái người đó bây giờ má mình cũng không nghe luôn, chứ đừng nói chi tới người ngoài. Còn người nào mình nói là thầy mình thì nói mình nghe, nhưng mà cũng nhức. Rồi thôi đó, thôi bỏ qua. Thấy không? Bởi vì mình không có thể nào chấp nhận rằng là mình không tốt như vậy cả. Chỉ trừ khi nào đích thực mình nhận ra mình không tốt, mình nhận ra rằng cái này mình sai, và mình quyết tâm là mình không đi con đường sai đó nữa, thì cái đó là sự tiến hóa tâm linh của chính mình. Cho nên á, không có ai dạy ai được đâu. Nếu mà cái đại từ đại bi đại trí tuệ của Đức Thích Ca Mâu Ni đó mà nó mạnh á, thì cái đất Ấn Độ ngày nay nó không như là trong kinh đã nói ngày xưa.
Trong kinh của Đức Phật ngày xưa nói thế nào thì Ấn Độ giờ còn y nguyên vậy, không có thay đổi. Những cái mà đạo lõa thể vẫn còn, những cái mà cúng thần để mà chạy mà phun nước miếng trong mặt thần á, mà chen nhau tới chết thì vẫn còn. Tất cả những cái tập khí đó chưa có thay đổi được. Cho nên đừng có trông chờ ai mà thay đổi mình hết. Chỉ trông chờ nó chính mình thôi. Và chính mình á, cái quý báu nhất của mình là tìm ra được cái lỗi của mình. Và phải chính xác trong cái chuyện tìm ra, đó là từ tập khí của mình, mình đi lần về cái quá khứ, để mình biết những cái tập khí đó ngày hôm nay nó hợp tác trong cái kiếp hiện tại của mình như thế nào, để nó dẫn mình đi. Và chúng ta tràn trề một cái niềm hy vọng là bởi vì đó, chính những cái tập khí lành nó dẫn dắt chúng ta đi mà chúng ta đây mới được làm người đây. Và chính cái tập khí lành nó dẫn dắt chúng ta đi đây mà chúng ta mới nghe được cái giáo pháp của Đức Phật. Chỉ còn một cái điều tiếp theo là chúng ta cố gắng khám phá những cái tập khí không tốt cho chính mình để mà điều chỉnh. Chúng ta cố gắng trong những cái tốt đẹp của mình, chúng ta cố gắng để mà nâng đỡ nó, để mà làm cho nó trưởng dưỡng nó, cho nó tốt đẹp hơn thôi. Và nhớ một cái điều căn bản trong cái chuyện mà chúng ta chiến đấu trong cái nội tâm của mình á. Cái khi nào mình biết rằng cái điều này tốt mà mình vẫn không vượt qua được đó, thì mình hiểu đó, là trong hai cái phần này đây, khi mà cái phần sáng này, cái phần tốt này nó phát sanh lên á, nó làm cho mình thấy cái lỗi của mình, mình biết cái điều đúng, biết điều sai, biết hết. Nhưng mà cái khi mà đi vào cái trận đồ đó, thì coi như tất cả những cái này biến mất, mà những cái quý nhiễm nó tăng lên, thì mình hiểu rằng những cái khuynh hướng xấu của mình quá mạnh để nó chiếm lĩnh cái này. Cho nên ngừng lại. Cái động tác chúng ta là ngừng lại. Cho nên cái chuyện này sư cô cũng nói rồi, nay lặp lại là bởi vì nó cần thiết cho chúng ta nhớ để chúng ta tu đó. Là ngài Sư Minh đó hướng dẫn cho cái người đệ tử mình cai nghiện, nghiện rượu bằng cách thiền. Mà thiền như thế này, bây giờ trước đây tất cả những cái rượu nào mà mình thích uống đó, mua về để hết đấy, chắc hết đấy. Loại rượu nào mà thích trước đây mua về chắc đấy. Những cái mồi nhắm nào mà trước đây mình thích, mua để đó. Rồi xong đó mình nhìn đi, mình coi mình chọn cái loại rượu nào, rồi coi mình chọn cái loại đồ nhắm nào, rồi mình để nó ra, rồi xong mình mới tiếp tục, mình tiếp tục nữa. Thì mình sẽ coi đó, cái lúc mình nghĩ rằng là cái rượu này nó sẽ đem lại một cái cảm giác này, tức là trong cái tưởng của mình nó sẽ nhớ lại cái thức uống này nó tạo nên cái cảm thọ gì. Vì thấy rõ chưa, cái mồi nhắm này hợp với lại cái thức uống này nó đem đến cái cảm thọ gì, mình sẽ thấy cái đó. Rồi mình sẽ thấy nó dục dã mình là phải cầm lấy cái chai rượu, nó dục dã mình có thể một là gấp cái mồi nhắm trước, hai là rót cái chai rượu trước. Thì mình coi nó dục dã, mình coi nó dục dã trước ở trong tâm, và sau đó nó sẽ điều khiển. Khi cái tay mình đưa tới, mình thấy đưa tới, mình thấy đưa tới nó ngừng, rồi mình thấy nó đưa tới nữa, rồi nó ngừng, rồi nó sẽ cầm cái chai. Và cứ thế đó, mình cứ ngày nào cũng như vậy. Khi mình thua cuộc mình sẽ uống, khi mình thua cuộc mình sẽ ăn cái mồi nhắm đó mà mình thưởng thức. Thưởng thức để làm chi? Để nó được cái thọ lạc và thọ hỷ, nó kết hợp với lại trong cái tập khí cũ. Bây giờ ngày mai, ngày mốt nếu mình có cái thèm muốn nó nữa, chắc ra nữa. Cho đến bao giờ đó mình nhìn thấy nó rõ mồn một như vậy á, để mà khi nó chỉ diễn ra trong tâm mà cái tay mình không có thọ ra, cho đến khi kết thúc. Tất cả đều là sự thấy biết. Thấy biết rõ ràng, thấy biết tất cả đó, là tâm mình sẽ điều khiển sắc pháp. Lần trước chúng ta học sắc tâm, thì sắc tâm là trong cái ăn uống đi đứng nói cười là do tâm điều khiển. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn thấy trong tâm của chúng ta những cái sự khao khát, những cái sự thèm muốn,
và nó sẽ điều khiển cái thân này làm những cái để cho nó thỏa mãn cái sự mà nó ăn uống như ý nó muốn. Chúng ta tập thấy lần lần diễn ra thấy rõ một một. Nếu thua nó thì uống, thắng nó thì không uống. Nhưng mà không kiềm chế, chỉ là thấy rõ gì thôi. Thì lần lần người này có thể dứt luôn cái nghiệm của mình. Chứ không phải là ngăn chặn. Ngăn chặn nó chỉ làm nên sự bức xúc. Ngăn chặn nó chỉ làm phát sinh một cái tâm sân. Mà cái nỗi khao khát nó theo đó nó sẽ tăng lên. Cho nên đó, là trong tất cả những cái thứ này thì quý vị thấy đó, xúc thực nó cũng đóng cái vai trò hết sức quan trọng đối với nó. Nó điều khiển. Bởi vì xúc nó sẽ duyên với thọ. Mà cái thọ là cái mà chúng sanh đang hướng về. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ tư, nó gọi là cái thức thực. Thì như vậy nãy giờ có nói đó, là trong cái thức này đó, nó chính là cái tâm. Nhưng mà chữ thức này đó, trong cái tâm này đó, là muốn nói đến tâm tục sinh, chứ không có muốn nói tới mấy cái tâm chung. Mà tâm đây là tâm tục sinh. Tâm tục sinh này là tâm quả. Và khi cái thức thực này nó là cái kiết khanh sanh thức đó, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm cho đó có một cái sự phát sanh lên danh sắc. Thức duyên danh sắc. Cái tâm tục sinh này là cái tâm quả như nhiều lần anh nói đó. Hoặc là các cái tâm quả thiện đây, 8 tâm quả thiện, 5 tâm quả thiền thiện sắc giới, 4 tâm quả thiền thiện vô sắc giới. Đây là tất cả những cái tâm đi tái sanh. Ngoài ra nó còn có 2 cái thức tái sanh đặc biệt, là cái thức tái sanh mà bất thiện thuộc về tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì cái này nó đưa chúng sanh xuống 4 cảnh khổ tùy theo cấp độ của nó. Còn cái này, tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, thì nó được sanh làm người, nhưng nó khuyết tật các căn từ trong cái bụng mẹ. Hai cái này, hai cái tâm quả này. Đấy, cho nên cái giờ phút mà mình lâm chung, mà cái người ta nói thương mình mà người ta khóc á, thì nó làm cho sẽ khởi dậy cái những cái quả thuộc về quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhận. Nó làm cho lưu luyến. Mình đã bệnh rịnh rồi, mình đã không muốn xa rời rồi, bây giờ lại còn ôm mà khóc. Nếu mà kéo mà làm tất cả mọi thứ đó, thì là mình phải đi vào con đường ma giới thôi. Cho nên là mình không cấm ai khóc hết á, nhưng mà liệu cái giọt nước mắt của mình đem đến cái điều lành cho cái người sắp ra đi, hay đem đến cái điều khổ cho người sắp ra đi, thì mình hãy làm đi. Còn tất cả những cái điều khiển để làm nên cái khóc của mình đó, không có tình thương. Mình lầm tưởng là nó tình thương, nó không phải tình thương đâu. Và sư cô nhiều lần nói rằng vì mẹ mình là tất cả cái đời của mình, đói no khổ sở gì cũng nương tựa vào mẹ hết. Mẹ đó là cái bình sữa của con. Bây giờ cái bình sữa này đó sắp mất rồi, hay là chút nữa đây mất luôn cái bình sữa. Khóc vì mất bình sữa, không phải khóc vì thương mẹ đâu. Mất cái bình sữa mà khóc. Còn thương mẹ đó thì không nghĩ tới cái bình sữa nữa, mà thương mẹ hỏi chứ mình đã uống hết sữa của mẹ cho rồi, bây giờ mẹ cần gì để mẹ ra đi? Mẹ cần tất cả những cái điều thiện trong tâm con. Hãy cúng dường cho mẹ pháp thiện trong tâm con. Tất cả những phước báo con làm được, giờ này xin dâng hiến hết cho mẹ. Mình khóc, tâm đâu có thiện đâu. Cho nên nhiều khi cả đời mình á, chắc chiêu làm cái điều lành, điều tốt, tới cái giờ cuối một chút luyến ái vậy thôi làm ma, có khi làm súc sanh.
làm chó ở trong nhà với nó. Cho nên đó, phải hiểu cho thật kỹ để làm chi? Để nhớ rằng tất cả người thân của mình là ruộng phước hết. Không có ôm tất cả những cái ruộng phước mà đi theo trong cái giờ lâm chung của mình. Ruộng phước là để gieo trồng phước hết. Rồi bây giờ đó, cái dòng nghiệp mình dẫn mình á, tái sanh mình ở bất cứ đâu, tạo phước chỗ đó. Ruộng phước không bao giờ mất. Ruộng phước khi mình tái sanh tới đâu, ruộng phước có đầy đủ hết, không cần phải đem theo. Đời này mình có con, đời sau mình muốn lập gia đình vẫn có con. Đời này mình sống có đôi có bạn, đời sau mình muốn vẫn có đôi có bạn. Còn đôi bạn đó tốt hay không, vừa ý mình hay không, con cái tốt hay không, vừa ý mình hay không, hãy xem các giới mà mình có gìn giữ được hay không. Mà mình gieo trồng được cái gì trong cái mặt tích cực của các giới của mình, hãy xem xét điều đó, đừng đòi hỏi. Đừng có đòi hỏi rằng là cái xã hội này, cái đất nước này, cái hoàn cảnh này đem cái gì tốt cho mình. Đừng bao giờ nói điều đó. Phải nói bản thân mình đem cái điều gì tốt cho mọi người, cho xã hội, cho đất nước. Làm được điều đó chưa? Chưa làm được, đừng đòi hỏi. Đừng có nghĩ rằng ba má mình có cái bổn phận phải đem đến cho mình cái này cái kia. Không. Cái đó là lúc mình còn nằm trong nôi, mình còn ở trong bụng mẹ đó, thì mình cần cái điều đó. Nhưng giờ mình đủ tay đủ chân sống rồi, mình phải hỏi ngược lại, con đã đem điều gì tốt đến cho ba má? Con đã làm điều gì thiện lành nhất cho ba má? Hãy nói điều đó, thì chúng ta mới tiến hóa về tâm linh. Còn nếu chúng ta ngồi đó mà đòi hỏi người thân yêu của mình, đòi hỏi cái xã hội, cái đất nước cung phụng cho mình, thì mình chỉ gọi là cái hưởng cái phước thừa mà thôi. Không có thì gào khóc lên, chứ còn không phải là cái người trưởng thành về mặt tâm thức. Khi chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta không có đau khổ. Mà chúng ta hiểu biết như vậy thì khi chúng ta chết, ruộng phước này ai gieo được bao nhiêu cứ hưởng. Chúng ta ngỡ rằng con của chúng ta đó, nó cần chúng ta lâu dài mãi mãi, y như là lúc ta còn ẵm nó trên tay. Ta ngỡ như vậy thôi, chứ còn tất cả những đứa con nó đều muốn thoát khỏi vòng tay của mình. Cái đứa nào mà nó còn nằm trong cái vòng tay của mình là cái đứa ăn bám mà thôi. Nó không bám về vật chất thì nó bám về tinh thần thôi. Nó phải trưởng thành. Và mình nuôi con mình là để mình giúp cho nó đi trên cái đôi chân của nó, nó vững vàng trong cái đời sống, nó tự lập, nó vươn lên. Và mọi hoàn cảnh nó phải ứng xử. Và nó chỉ được cầu cứu mình, cầu cứu với tư cách mình là thầy của nó, không cầu cứu với tư cách mình là cha mẹ của nó. Mình cầu cứu với tư nó, cầu cứu mình với tư cách là cha mẹ nó, là nó bắt buộc mình là phải ôm cái hậu quả mà nó tạo ra. Còn nó cầu cứu mình dưới tư cách mình là thầy của nó đó, thì mình chỉ giúp cho nó để nó ra khỏi cái hậu quả mà nó đã tạo ra thôi. Cái phần nào nó phải gánh cái trách nhiệm của nó để nó biết mà nó sửa đổi, và cái phần nào là tạo cứ cho nó vươn lên. Còn cái vai trò làm cha làm mẹ của mình có bao nhiêu giúp bấy nhiêu. 80 tuổi đi vay nợ là vay nợ cái gì? Để mà trả nợ cho con là nợ gì? Nợ đó là cái nợ vô minh của mình thôi, chứ không có ích lợi gì cả. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là trong cái phần cuối cùng này đây, cái thức thực này đây đó, nó đi từ cái chỗ tư niệm thực này nè, là mới đưa đến, tức là khi mà nó tạo nơi cái động tóc rồi đó, thì nó mới tạo nên cái tâm quả, cái tâm quả này đưa đi tái sanh. Như vậy, nơi đây chúng ta có tất cả đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Bây giờ chúng ta xem trong cái tương ưng bộ kinh tập 2 này, chúng ta nghe một cái bài kinh mà Đức Phật nói về cái bốn cái thực này đây. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực đây. Cái này là cái kinh tương ưng trong cái phần thứ hai là phẩm thuộc về đồ ăn, các loại đồ ăn. Chúng ta nghe cái kinh này nói đây.
Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, tức là thành Xá Vệ đó, tại Chetavanya, tức là chùa Kỳ Viên, trong vườn của ông Anathapindika, tức là ông cấp cô độc: này các tỳ kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho các loại sinh vật hay các loại chúng sanh được tồn tại, khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh. Thế nào là bốn? Một là đoàn thực, hoặc thô hoặc tế; hai là xúc thực; ba là tư niệm thực; bốn là thức thực. Này các tỳ kheo, bốn loại đồ ăn này khiến cho các loại sinh vật hay khiến cho các loại chúng sanh được tồn tại hay khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh. Như vậy đó, thức ăn này không phải chỉ có nuôi cái mạng sống của mình trong hiện tại mà nó còn tạo tác cho cái kiếp tới nữa. Và này các tỳ kheo, bốn loại đồ ăn này do cái gì làm nhân? Do cái gì tập khởi? Do cái gì tác sanh? Do cái gì làm cho hiện hữu? Bốn loại đồ ăn này do ái làm nhân, do ái tập khởi, do ái tác sanh, do ái làm hiện hữu. Cái chữ ái này mình nói nôm na trong cái đời sống là thích. Cái khuynh hướng thích gì mình thọ hưởng ở trong đó. Ăn là thọ hưởng. Cho nên cái này sư cô cũng có giảng rồi, nó nhắc lại thôi. Đối với lại cái đời sống phàm phu của mình á, mình coi cái ăn là số 1. Có khi uống cũng vô số 1 luôn. Nhưng mà thở thì là coi như không có để ý tới. Nhưng mà tu thì cái hơi thở là số 1. Vì hơi thở là sắc pháp mà tâm pháp luôn. Rồi mới tới uống là thứ nhì. Và ăn đó được hàng thứ ba. Và trong cái ăn này đó, không những cái thức ăn chúng ta chọn lựa nó tác động sanh cái sắc pháp, mà cái cách thức của chúng ta. Cho nên khi chúng ta hành thiền đó, thì cái lúc mà ăn đó, thì chúng ta có cái lúc mà chúng ta hành thiền đó, thì chúng ta có thể niệm thân khi ăn, có thể niệm thọ khi ăn, có thể niệm pháp khi ăn, có thể niệm tâm khi ăn. Bốn cái pháp hành đó đều có thể thực hành trong lúc chúng ta ăn. Và cái khi mà có người nói là niệm tác ý trong khi ăn thì nó cũng thuộc về niệm tâm thôi. Tức là hồi nãy như là đã có trình bày đó, là cái người mà người ta chọn cái rượu để uống hoặc là cái mồi để nhắm đó, người ta thấy nó thúc đẩy từng phần một, là cái người đó thấy cái tác ý của mình nó đi từng bước một để nó điều khiển cho mình sử dụng cái thức ăn và thức uống đó. Như vậy là do cái ái. Trong cái bài kinh này thì Đức Phật nói rõ do ái. Rồi chúng ta nghe tiếp đây. Ái này, này các tỳ kheo, do cái gì làm nhân? Do cái gì tập khởi? Do cái gì tác sanh? Do cái gì làm cho hiện hữu? Tức là nói rằng là tất cả những cái đồ ăn này đó, là nó là cái nhân của nó là ái, tập khởi của nó là ái, vân vân. Thì bây giờ là cái câu thứ hai mà Đức Phật đặt ra rồi giảng luôn đó, là cái gì là nhân của ái, cái gì là nhân của ái, mà cái gì là tập khởi của ái, cái gì là tác sanh của ái, cái gì làm cho hiện hữu. Thì câu trả lời thế này: này các tỳ kheo, ái này do gì làm nhân, do gì làm tập khởi, do gì làm tác sanh, do gì làm hiện hữu. Thì câu trả lời: ái này do thọ làm nhân, do thọ tập khởi, do thọ tác sanh, và do thọ làm cho hiện hữu. Rồi bây giờ Đức Phật nói tiếp đây. Bây giờ câu hỏi kế tiếp á, là Đức Phật đặt ra và tự giải luôn đó, là thọ. Này các tỳ kheo, thọ do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu. Thì Đức Phật giải luôn: thọ do xúc làm nhân, do xúc tập khởi, do xúc tác sanh, do xúc làm cho hiện hữu. Này các tỳ kheo, xúc do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu. Câu trả lời đây: xúc do sáu xứ làm nhân, do sáu xứ tập khởi, do sáu xứ tác sanh, do sáu xứ làm cho hiện hữu. Câu hỏi kế tiếp: này các tỳ kheo, sáu xứ do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu.
câu trả lời Đức Phật giảng thế này: sáu xứ do danh sắc làm nhân, do danh sắc tập khởi, do danh sắc tác sanh, do danh sắc làm cho hiện hữu. Câu hỏi kế tiếp: danh sắc này các tỳ kheo, danh sắc do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Câu trả lời Đức Phật giảng thế này: danh sắc do thức làm nhân, do thức tập khởi, do thức tác sanh, do thức làm cho hiện hữu. Thức đây là kiết sanh thức đó. Bây giờ câu hỏi tiếp theo nữa: này các tỳ kheo, thức do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Và Đức Phật giải thích: thức do hành làm nhân, do hành tập khởi, do hành tác sanh, do hành làm cho hiện hữu. Câu kế tiếp: này các tỳ kheo, những hành này do cái gì làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Câu trả lời Đức Phật giảng thế này: các hành do vô minh làm nhân, do vô minh tập khởi, do vô minh tác sanh, do vô minh làm cho hiện hữu. Rồi Đức Phật giảng tiếp: như vậy này các tỳ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, vân vân, đó là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Nhưng do sự ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các hành diệt, do các hành diệt nên thức diệt, như vậy toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Như vậy qua cái phần thức thực này đó, thì cái cách mà để cho Đức Phật dẫn dắt cho chúng ta hiểu đó, là Đức Phật muốn nói đến con đường luân hồi. Tất cả những cái này, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực đó, nếu mà chúng ta tác ý không khéo thì nó sẽ đi vào cái con đường của luân hồi. Và con đường luân hồi này đó là nó nằm trong cái dòng của thập nhị nhân duyên. Bây giờ chúng ta nhìn qua khái quát cái thập nhị nhân duyên để thấy con đường của nó. Thập nhị nhân duyên nó có tất cả là 12 khâu. Thứ nhất là vô minh. Vô minh duyên với hành. Hành á, hành nó duyên với thức, thức duyên với danh sắc, danh sắc duyên với lục nhập. Lục nhập này là sáu xứ. Lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, và sinh duyên tử. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Và cái con đường từ sinh đến tử đó thì nó có sầu, ưu, khổ, bi, não. Đó là cái con đường mà nó đưa đến luân hồi. Cái việc tu tập của chúng ta đó là cái mắt xích mà nó ghi trong cái luân hồi này đây. Nó tính từ cái vô minh và nó đi luôn tất cả, nó là 12 cái. Mà khi nó nằm trong cái vòng tròn khép lại đó thì chúng ta phá cái điểm nào ra cũng được cả. Phá bất cứ cái điểm nào thì chúng ta cũng có thể thoát được trong cái vòng 12 cái này đây. Phá điểm nào cũng đều thoát ra được cả. Bây giờ chúng ta nghe cái này rồi lần sau thì chúng ta mới tìm hiểu nhiều hơn. Bây giờ Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách để phá đây. Đây là cái bài kinh mà giảng cho một cái vị tôn giả tên là Moliya Phakunya. Đó là cái bài kinh nó thuộc về tương ưng nhân duyên. Bây giờ chúng ta nghe cái bài kinh này đây. Tôi cũng muốn đọc nguyên cái bài kinh này để chúng ta nghe, chúng ta có cái ý niệm trước rồi sau đó chúng ta tìm hiểu thêm một chút. Này các tỳ kheo, có bốn loại đồ ăn này
khiến cho các loại sinh vật, các loại chúng sanh được tồn tại, hay khiến cho các loại sắp sanh được thọ sanh. Thế nào là bốn? Một là đoàn thực, thô hoặc tế; hai là xúc thực; ba là tư niệm thực; bốn là thức thực. Này các tỳ kheo, bốn loại đồ ăn này khiến cho các loại sinh vật hay khiến cho các loại chúng sanh được tồn tại, khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh. Như vậy cả bốn loại này nó vừa nuôi trong hiện kiếp, nó vừa chuẩn bị cho con đường sắp tới. Đây, chúng ta nghe cái chỗ này nó hơi khó nghe chút xíu, nhưng mà chúng ta nghe đi rồi từ từ chúng ta sẽ hiểu. Khi được nói vậy, Tôn giả Mô Ni Giá Phật Nhun Nhá bạch với Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, ai dùng thức thực? Đó là câu hỏi của cái vị tôn giả này. Ai dùng thức thực? Chúng ta nghe Đức Phật trả lời. Thế Tôn đáp: Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói có ai ăn. Nếu ta nói có kẻ ăn, thời câu hỏi có ai ăn là câu hỏi thích hợp. Tức là vị này nói là ai đã dùng cái thức thực này, thì Đức Phật nói là ta không nói có ai ăn. Nếu ta nói có ai ăn thì câu hỏi của ông là thích hợp, ta sẽ trả lời. Nhưng ta không nói như vậy. Và vì ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi ta: Bạch Thế Tôn, thức thực là cho ai? Còn cái ông này, ông tôn giả này, ông hỏi là ai dùng thức thực này, thì Đức Phật nói câu hỏi đó không có phù hợp, không có trả lời, mà nói là thức thực này cho ai. Nếu có ai hỏi ta: Bạch Thế Tôn, thức thực là cho ai? Thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp sẽ như sau: Thức thực là duyên, là duyên cho sự sanh thành, cho sự tái sanh trong tương lai. Khi cái ấy hiện hữu, có mặt, thời sáu xứ có mặt. Sáu xứ tức là sáu căn đó, là sáu xứ có mặt. Sáu căn, sáu cảnh đó, có mặt. Do duyên sáu xứ mà xúc có mặt. Câu trả lời vậy. Bây giờ vị nào hỏi tiếp, Tôn giả Mô Ni Giá hỏi tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, ai cảm xúc? Thì Đức Thế Tôn nói: Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói có kẻ cảm xúc. Nếu ta nói có kẻ cảm xúc, thời câu hỏi ai cảm xúc là câu thích hợp. Nhưng ta không nói vậy. Và vì ta không nói vậy, cho nên nếu có ai hỏi ta: Bạch Thế Tôn, do duyên gì xúc sanh khởi? Thì câu nói ấy thích hợp. Do duyên gì mà xúc ấy xúc khởi? Thì câu nói đó thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp sẽ như sau: Do duyên sáu xứ xúc sanh khởi, do duyên xúc mà thọ sanh khởi. Chúng ta hôm nay nghe đi, rồi lần sau chúng ta sẽ căn cứ trên cái bản này nói chậm rãi lại, thì tất cả chúng ta hiểu, không có gì khó cả. Để chúng ta hàng ngày tu tập đó, mới làm cho mòn được một cái mắt xích nào thì chúng ta cố gắng. Bây giờ câu hỏi tiếp theo của Tôn giả Mô Ni Giá hỏi này: Bạch Đức Thế Tôn, ai cảm thọ? Đức Thế Tôn đáp: Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói có người cảm thọ. Nếu ta nói có người cảm thọ, thời câu hỏi ai cảm thọ là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy. Và vì ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi ta: Bạch Thế Tôn, do duyên gì thọ sanh khởi? Thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: Do duyên xúc thọ sanh khởi. Chúng ta đi cái dòng thập nhị. Do duyên xúc thọ sanh khởi. Do duyên xúc thọ sanh khởi. Do duyên thọ ái sanh khởi. Do duyên thọ ái sanh khởi. Bạch Đức Thế Tôn, ai khác ái? Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói có kẻ khác ái. Nếu ta nói có kẻ khác ái, thời câu hỏi ai khác ái là câu thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy, mà ta
Mà vì già ta không nói như vậy. Nếu có ai hỏi ta, bạch Đức Thế Tôn, do duyên gì ái sanh khởi? Chỗ này để nói giảng gọn vậy thì quý vị có thể suy nghĩ thêm. Tại sao Đức Phật không chấp nhận là ai? Bắt đầu bằng chữ ai. Ai có cái này? Không hỏi là tại sao. Tại vì chúng ta sinh ra đó, chúng ta làm người đàn ông hay người đàn bà, người này giàu có hay nghèo hèn, người này đó giỏi hay là dở, người này đó ở gầm cầu hay là người này ở trong hoàng cung, chuyện đó không quan trọng. Chúng ta sanh ra đó là chúng ta là con chó, con mèo, con gà, con vịt, chuyện đó không quan trọng. Mà cái chân lý là hễ có cái yếu tố này sanh ra thì nó duyên cho cái yếu tố kế tiếp. Nó là cái luật, nó là cái quy luật, nó là một cái nguyên lý. Nó ở nơi cái hoạt động, ở nơi cái nơi nào thì nó cũng như thế thôi. Cho nên vấn đề ai không quan trọng, mà vấn đề cái nguyên tắc, cái nguyên lý này nó được hiểu một cách rõ ràng, được hiểu một cách chánh đáng thì chúng ta có thể làm chủ được nó và có thể là làm cho nó chuyển đổi được. Cũng như mình nói là cái nguyên lý về điện chẳng hạn, nó có điện âm, điện dương, mà mình biết sử dụng nó thì nó đem lại lợi ích cho mình, mà mình không biết thì nó có thể giết hại mình. Mà mình không nói là ai sử dụng nó, mình không thành vấn đề đó, không thành vấn đề. Cái vấn đề là chúng ta học cái nguyên lý của nó, và từ cái nguyên lý này chúng ta biết thì chúng ta sinh ra dưới một cái dạng nào mà chúng ta hiểu được, cái này cũng đều là tốt cả, chứ nó không đặc thù riêng cho ai cả. Nên không nói cái này. Bạch Thế Tôn, ai khác ái? Câu hỏi ấy không thích hợp, ta không trả lời. Có kẻ khác ái. Nếu ta nói có kẻ khác ái thì câu hỏi ai khác ái là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy. Và vì ta không nói như vậy, nếu ai có hỏi ta, bạch Thế Tôn, do duyên gì ái sanh khởi, thì câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: do duyên thọ ái sinh khởi, do duyên thủ mà hữu sanh khởi. Do duyên thọ ái sanh thọ ái sanh khởi, do duyên ái thủ sanh khởi. Bạch Đức Thế Tôn, ai chấp thủ? Đức Thế Tôn trả lời: câu hỏi ấy không thích hợp, ta không nói có kẻ chấp thủ. Nếu ta nói có kẻ chấp thủ thì câu hỏi ai chấp thủ là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy. Vì ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi ta, bạch Thế Tôn, do duyên gì thủ sanh khởi, thì câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp như sau: do duyên ái thủ sanh khởi, do duyên thủ hữu sanh khởi. Do duyên thủ hữu sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Nó làm cho những cái chúng sinh mà có đầy đủ cái năm quẩn đây đó, là trong đó có sắc quẩn và bốn cái còn lại: thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn đó, thì nó thuộc về danh. Tức là những chúng sinh nào có danh sắc, nó tập hợp lại thành ngũ quẩn, thì đó là cái ngũ quẩn đưa đến cái khổ. Nhân này Phagun nhá, do ly tham đoạn diệt một cách hoàn toàn sáu xứ nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ u não diệt. Như vậy toàn bộ khổ quẩn này diệt. Như vậy là cái nguyên tắc chính trong này nói đó, là do ly diệt mà có thể đoạn diệt một cách hoàn toàn sáu xứ, cho nên là xúc diệt. Cái này nói sơ chút xíu thôi để chúng ta suy nghĩ thêm, rồi lần sau chúng ta học tiếp. Bây giờ khi mà căn chúng ta đó mà tiếp xúc với cảnh mà tâm mình không động, tức là không bị cái buồn vui nó chi phối đó, thì nó sẽ không có tạo tác ở đây. Thấy không? Hoặc là nếu mà nó có khởi sanh đi nữa thì chỉ là pháp thiện thôi. Bây giờ một cái người
nhìn thấy cái đẹp. Cái đẹp này có thể hiện ra nơi người nữ, cái đẹp này có thể hiện ra nơi người nam. Một cái người nam thấy một người nữ đẹp, một cái người nữ thấy người nam đẹp, thì khi cái xúc của người này nó phát sanh lên á, thì nó duyên với cái gì ở trong tâm. Tức là hay nói rõ hơn là cái xúc này nó khởi lên, nó nằm trong cái tâm quả nào. Nếu mà người này có cái thiện lành ở trong tâm, chưa nói đến cái gì tu thì thành tựu rồi, nhưng mà nói tới cái thiện lành trong tâm á, thì cái người này có thể thấy cái đó không có bị cái hấp lực của người này đó làm cho chao đảo. Ví dụ như có một cái người đó, người ta thấy cái người vợ người ta đó là từ cái hồi mà quen biết nhau cho đến khi mà sống gần hết một cái cuộc đời đó, thì ta thấy là cái người đàn bà này đó vừa là vợ của mình mà vừa là mẹ của mình. Là bởi vì trong mọi hoàn cảnh đó phải nói là hỗ trợ tối đa cho cái người đàn ông này. Cho nên cái ông này cũng nói thế này, ông không phải là một cái người đắc đạo quả hay là có cái tu tập gì mà ghê gớm, ông hoàn toàn ông không có, ông là cũng người trần người thịt thôi, đạo Phật thì biết chút chút thôi, nhưng mà ông dám nói thật á là con gái đẹp cách nào ông cũng không có chao đảo cả. Bởi vì khi mà ông làm lớn trong một cái khu vực mà người ta giao hết quyền hạn cho ông thì người ta mua chuộc gái là cái chuyện bình thường, nhưng mà ông không, ông nói ông không có chao đảo một chút xíu nào. Không phải do ông tu mà do ông hàm ân quá lớn với cái người vợ của mình, cho nên ông không có thấy một cái người đàn bà nào có thể là vượt qua khỏi cái người vợ ông được, vì cái ân nghĩa đó cực kỳ lớn. Ông nói ngày hôm nay mà ông học được, ông thành tựu được, mà ông ra ông đi làm được, mà ông có một cái địa vị lớn như thế này đó, là cũng do cái người vợ ổng lúc nào cũng san sẻ với ổng, và thậm chí có khi còn hướng dẫn ổng nữa. Cho nên cái tình cảm đó và cái ân nghĩa đó lớn đó, làm đủ để cho làm cho cái tâm của ổng vững vàng. Chỉ là tu thì rồi đương nhiên rồi là đứng trước cái cảnh đó người ta không có bị chao đảo, không có bị xúc động. Nhưng mà một người nữ đối với người nam mà không có cái tình thương yêu đối với lại cái người bạn đời của mình đó, đủ để cho mình đó, ngừng những cái chao đảo đó, thì đương nhiên họ phải chao đảo, thì những cái dục vọng của họ sẽ khởi lên, họ sẽ không kiềm chế được. Phải có cái tình thương, phải có cái sự tôn trọng lẫn nhau, thì cái đó làm cái vừa trong sáng, cái đó là cái vừa thiện lành, mà cái đó nó gọi là cái chí thành trong cái lòng của mình, nó cực kỳ thiện, cực kỳ trong sáng, cho nên người ta không có bị chao động. Và như vậy người ta ly tham, không phải do người ta đắc thiền mà người ta có thể ly tham. Đắc thiền ly tham thì nó nhiều thứ, không phải một thứ, nhưng mà có những thứ trong cuộc đời này đó chúng ta có thể ly tham được, khi mà cái chí thiện, chí thành trong lòng ta đó hướng về cái điều tốt cực kỳ, gọi là toàn tâm toàn ý, thì chúng ta có thể ly tham được. Vì thấy rõ cái điều này không? Chứ chưa phải là đi vào tu tập. Cái người đó nói là chưa biết tu tập, chưa cái gì hết, nhưng cái đời sống này cũng như có cái người đó như thế này, rất là thương mẹ, thương mẹ dữ lắm, mà có một cái kính yêu mẹ dữ lắm. Cái khi cái người mẹ từ nhỏ tới lớn dạy con không có làm điều xấu, không có làm thế này thế này, khi đụng chuyện rồi cái nó nhớ tới mẹ nó là nó buông hết tất cả. Bạn rủ đi rồi, sắp làm cái điều ác rồi, rồi đi dọc đường nhớ lại nhớ cái hình ảnh của mẹ, buông, dứt khoát không làm. Ly tham được dẫu một chút xíu thôi là người này đó thành tựu, đi con đường lành, không rơi vào trong ác nghiệp. Cho nên khi mà cái tình thương mà mình đối với nhau đó, đừng có cái lậu hoặc ở bên trong. Làm sao nó không có cái lậu hoặc ở bên trong? Là ở chỗ mình chỉ muốn làm tất cả cái khả năng của mình để đem điều tốt cho người đó, mà không chờ, không đợi gì cả. Không chờ đợi là người ta biết đến mình, cũng không có chờ đợi là người ta tri ân mình, cũng không có chờ đợi người ta báo đáp cái ân của mình. Mình làm được trong cái điều đó
thì trong lòng mình có sự ly tham. Có nhiều cách để ly tham, không phải chỉ riêng có đắc thiền mới ly tham. Đắc thiền là hạng nhất. Nhưng mà để được đắc thiền trong cái đời sống mình còn nhiều cái cách nữa để mà mình xả ly lần lần. Không phải cùng một lúc có thể xả ly được đâu. Mà mình sống cái đời phàm phu của mình đó, có những cái phương diện mình vẫn xả ly được. Chứ không phải là hoàn toàn chỉ có tu mới xả ly được. Cho nên có những người ta chưa biết tu, nhưng mà trong cái đời sống người ta đó, người ta sống rất đẹp, rất tốt. Và người ta xa lánh được những cái cám dỗ, những cái tội ác mà người ta xa lìa được một cách dễ dàng. Đó là nói trong hiện kiếp. Chứ còn mình truy trong cái tiền kiếp á, thì người này á đã nhiều đời giữ giới rồi mới được như vậy, chứ không phải là tự nhiên mà có được như vậy. Cho nên chúng ta chốt lại cái điều này, khi chúng ta học về tất cả những cái thức mà gọi là cái thuộc về cái đoàn thực này, ăn uống để nuôi mạng sống, kể cả xúc thực, tư niệm thực, thức thực, nó thuộc về tâm, thì tất cả những cái này nó không những là nó tác dụng trong cái chuyện nó sinh cái sắc pháp trong kiếp hiện tại, nó nuôi dưỡng, nó bảo tồn, mà nó còn á là chuẩn bị cho một cái kiếp tới. Và như vậy tất cả những cái điều này nó không đi ra ngoài thập nhị nhân duyên. Và khi mà nó nằm trong cái thập nhị nhân duyên là cái con đường đưa đến luân hồi, thì Đức Phật chỉ chúng ta một cái điểm chánh để chúng ta có thể thoát ra khỏi cái 12 cái mắt xích này á, đó là chúng ta đó tập cái hạnh ly tham. Xin mời tất cả nghỉ đây.